Chẳng chuyến cơm gà số mỡ nha. Đó, còn ở bên kia thì có anh sắp gì dễ không? Chút xíu cho ăn tắng cho xuống núi luôn. Trời ơi, sao không? Giờ ở đây là 13 dĩa cơm. Ủa rồi ui. 1 2 Từ từ. 3 ven. Trời ơi. Quá chiến rồi, quá chiến rồi. Cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì bên đây là anh Sơn cả nhà ơi. Thì mình vẫn còn ở Trà Vinh. Còn bên kia là anh Võ Sĩ Lộc. Đó, ai có kênh thì mình giới thiệu trước ưu tiên cả nhà. Thì khán giả bên kênh Mập Food có thương Mập thì qua ủng hộ anh Sơn một súp với lại bên anh Lộc một súp nha. Còn ngày hôm nay thì anh em mình đứng ở đây để chủ yếu là xem anh Huy với lại Hoàng đó, đấm tay trước nữa đó, để hai người sẽ có một trận chiến ở đây, gọi là trận chiến cơm gà số mỡ nha. Đó, còn ở bên kia thì có anh Tung đó, anh Tung thì phụ họ rồi chứ họ Tung ăn gì ta, chắc là mì bún rồi à. Đó chứ là Tung ăn cái kèo sau là có quán còn gì ăn đó. Dạ dạ, thì trước tiên thì cho hai thanh niên này ăn cơm gà số mỡ đi. Nhưng mà theo như những cái mà mình giao lưu trước đó thì cái sức của Hoàng nó nhanh quá, nên bây giờ mình phải kêu Hoàng chấp trước anh Huy thôi. Bây giờ để hai anh em quyết định đi, chấp bao nhiêu để hai anh em quyết định đi, chứ mình nhiều khi mình không ăn mà mình đứng ngoài mình chấp thì kỳ quá. Đúng rồi. Đó, thì hai anh em quyết định đi. Không ăn thì không có được quyền nói. Đúng rồi. Em chấp một dĩa không? Dạ. Một dĩa cũng ok á. Nói chung là cái mà hỏi mà ăn đồng với em á thì mình nói thật, trước khi chưa vô coi là nhìn biết là người ta ăn được thôi rồi. Thì đó thì ăn quá lẹ. Dạ. Thì cũng mong là cả nhà cũng sẽ đừng có ấy quá, đừng có nói này kia quá. Nói chung là quan trọng ở đây anh em giao lưu vui là chính nha nhà. Thì mình phải chấp trước vậy để cho nó có cái sự kịch tính á, cái giả coi cũng ít hơn. Mà mình anh em ăn cũng cảm thấy nó đỡ áp lực hơn. Đó thì quyết định là mà bây giờ ăn bao nhiêu dĩa cũng quan trọng nè. Bây giờ anh ăn bao nhiêu thì nó đôn lên một dĩa. Em ăn nhiêu thì em chấp, em có quyền nói. 6-7 nha cả nhà. 6-7 hả? Ừ, đúng rồi. Vậy là anh Huy 6, Hoàng là 7. Tổng cộng 13 dĩa cái gì. Rồi quán này đóng cửa sớm nữa rồi. Đi tới đâu là giống như anh Sơn nói là ở dưới đây mà anh đi tới đâu là giống như là thằng tài tới đó vậy đó em. Thật sự thằng tài ở đây là cái nghĩa giống như là đi tới ủng hộ quán để cho nghỉ sớm cả nhà. Đây thầy bây giờ vô để coi quán làm tới đâu rồi nha. Dạ. Chứ anh Sơn tới 28 tuổi rồi. Hả? Không? Nhưng mà anh có nhận nó làm đệ tử không? Thằng này là làm đệ tử là nha, mau xuống núi á. Chút xíu cho ăn tắng cho xuống núi luôn. Trời ơi, sao không? Không ai không muốn nhận làm đệ tử hết trơn rồi. Xuống đây ai cũng đệ tử luôn hết rồi. Rồi chào chị. Chào chú quán đẹp gái. Chào chồng cái quán đẹp trai. Tao nói cầm cái quán đây mà chào đẹp gái cái là chồng tự liền đó. Anh dâu à. Thì hai anh dâu đó. Anh chị. Này là anh chị chắc làm cho anh đoàn của em đúng không? Mình phải nói một đoàn phái đoàn. À, chứ để anh chị quở mà ăn mà hai đứa mà ăn quá trời. Để ở đây mình bán mấy giờ tới mấy giờ chị? 7 giờ sáng, 9 giờ tối. Quán ăn đây là quán ăn Hải Ký nha cả nhà. Ở địa chỉ là khóm 3 nè, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ba ơi, chị tên gì? Chị Tiền. Vậy là Hải Ký là ổng hả? Ổng tên Hải hả? Đó, chị Tiền giờ anh Hải nói cái dĩa này là 30.000 nha nha. Hồi sáng ăn phở cũng 30.000. Có canh nữa rồi, trà đá miễn phí. Canh rồi trà đá miễn phí nữa. Rồi, canh luôn em ơi. Nói chung thì ở quê mà thì mình bán cái giá vậy để cho để tiếp cận người dân, chứ mà ở Sài Gòn mình ăn dĩa này nó cũng không có giá đó đâu cả nhà. Đó thì
chị làm giùm em 13 dĩa nha. Bây giờ còn đùi với má chứ không có đủ đùi hết vậy. Dạ. Dạ rồi thôi còn. Dạ. Còn nhiêu chơi nhiêu. Rồi ra để chia đều ra đó nha. Ok, thì bây giờ ở đây là 13 dĩa cơm. Ôi trời ơi. Đó, bên đây là anh Quy, bên đây 6 dĩa. Còn bên đây Hoàng cũng có 6 dĩa. Cỡ dĩa này sao đây? Cái dĩa này là Hoàng chấp anh Quy. Là Hoàng phải ăn dĩa này nha. Đó, thì bây giờ là bên đây 7, bên đây 6. Thì bây giờ mình ăn mình không có thời gian gì hết cho anh Quy. Không có thời gian gì hết cho Hoàng. Là mình chỉ... Còn cái này nè, ba cái đồ chua, dưa leo, rồi cà chua là mình không bắt buộc. Với lại nước súp mình chỉ húp ra ngán thôi chứ mình không bắt buộc, chỉ ăn hết cơm với lại gà thôi đó. Thì ai ăn trước thì sẽ thắng thôi anh. Dạ, anh thấy em vậy được không? Được đó. Còn ớt đấy. Còn ớt này là để cái đít dĩa bên nào là mình đâu ăn hết á. Ở chứ không ăn ớt vậy cả nhà. Dưa leo với cà chua thì không bắt buộc. Dạ đúng rồi. Cơm với gà là phải ăn hết. Hỏi bà, giờ bây giờ mà gà bảo xương nha. Bây giờ hỏi bà nói là kêu mà ăn một người một dĩa ớt nữa bảo đảm. Mình bắt con gà này cái ăn năm lai từ đó. Bên em là nó được cái này nó không ăn cay. Nó chơi vui thôi. Okay. Rồi bây giờ nhờ anh Sơn đi, anh Sơn tiết cò cho hai thanh niên đi. Rồi giờ có mình vô những bài chính nha. Dạ. Hai anh em chuẩn bị nha. Rồi mời giùm hai bạn giùm mời giùm cái. Mời cả nhà. Mời cả nhà đi. Mời cô bác anh chị và các bạn dùng cơm đùi gà với anh em. Dạ. Rồi. Chuẩn bị nha. Mời cả nhà. Dạ. Chuẩn bị nha. 1 2 từ từ. 3 ven. Quá chiến rồi, quá chiến rồi. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bị không. Có để cái sọt gác ở dưới luôn, ở dưới này luôn. Cái nào không được thì cho nó xuống luôn. Hoàng, tên là tên Hoàng nhưng mà Hoàng biệt danh là Tốc Độ là anh hiểu rồi đó. Rồi cạp cũng lẹ hơn anh Huy nữa. Tôi kêu là Hoàng Tốc Độ mà. Cạp còn hơn cái máy nữa. Quán là chỉ còn có 5 cái đùi thôi thì ở đây là mình tôn lên sự công bằng ha, thì mình chia bên đây là anh Huy 3 cái đùi, bên kia 2 cái đùi. Đó. Để nó là đùi ăn nó lâu hơn thì mình nhanh hơn, rồi mất công mới chia đều hết. Hai thanh niên chơi chiến thuật là ăn này xong chắc thiếu luộc cơm chứ trong phút mốt quá. Bạn nhớ là em có chấp anh Huy một dĩa nha bạn. Sao thấy sao sao? Hoàng cỡ được chút rồi đó. Hoàng cỡ được coi như là cỡ được cái đùi gửi gà đó. Quy hiện tại còn chậm hơn Hoàng là một cái gửi cái gửi đùi. Rồi. Hiện tại là phần thịt của 7 dĩa cơm của Hoàng là còn tắt. Đó, nói chung là nó như vậy mới kịch tính để cho cả nhà xem nó mới hấp dẫn. Thôi. Học cái chiêu cấp 3 nữa chứ.
nữa ai đang thi mà còn phải lên tiếng á, vỡ tức. Cả nhà cũng thông cảm, nhiều khi mình ăn nhiều á, ở đây á, là khán giả coi nhiều thì biết ăn nhiều, chứ nhiều khi ở đây thì bà con ở đây nhiều khi ta không thấy, người ta thắc mắc, cái mấy anh tài xế đi ngang cũng bóp ngàn đồ cái kiểu nữa, khổ thân. Mà còn anh Sơn á, ở dưới đây Sơn quay á, là bà con ta có bù coi không Sơn? Thỉnh thoảng. Dạ. Thỏ đi ra quá, coi. Dạ. Canh hả? Thêm canh hả? Chị ơi, cho em thêm tô canh gì ơi? Không thật sạch xíu nha, hai thanh niên. Thật sạch xíu à. Để không để thấy quàng rồi, thật sạch xíu em. Bao nhiêu hộp cơm trên dĩa là nữa xuống dưới ăn bao nhiêu con dòi đó. Dạ không. Ôi trời ơi. Hay quá. Cuối cùng Hoàng lại dẫn trước anh Nguyên một dĩa. Hoàng là em của em đúng không Ngọc? Dạ. Em có để ý không? Anh như anh thấy Hoàng hình như là cái trái khới của một cổ này không có. nuốt không có vướng gì hết. Nuốt vô luôn. Em có em phải công nhận mà nó được cái là gì yếu nhai mà mạnh nuốt. Không có trái khới người ta nuốt chạy lên trên hướng có cái đồ cản của cổ. Còn Hoàng là chỉ nuốt vô là đâu có gì cản, nuốt đi thẳng luôn. Dạ. Em nói với anh Sơn đó, nhiều khi á, ăn bình thường anh kêu mẹ ăn ngồi đứng thức rồi đứng ăn chen vậy hả? Dạ, quen rồi. Quen rồi. Là quen rồi. Cái này mà Hoàng mà lỡ mà ăn đồng với ai á, mình bắt Hoàng chấp xuống bạc khoảng ăn 2 ăn 1. Có ăn đồng nha. Hầu như là từng cổ không có chảy khới, không có dướng, anh Quy còn bị dướng. Quá hay rồi. Nói chung là mỗi người mỗi cái cơ địa khác nhau đúng không Mộc? Nhưng mà mình muốn ăn như Hoàng mình luyện cỡ nào cũng không dặn được. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu phải là nói mà không ăn nhanh như Hoàng là ăn đâu. Mình muốn nuốt canh như nó cũng không được. Đúng rồi. Như anh Quy hiện tại cũng rất là muốn nuốt lẹ nhưng mà lý do không được uống à. Rồi, cái trận đấu này ý là chấp một cờ dĩa mà thua non luôn thua. Dạ. Hoàng ăn 7 dĩa này chắc chưa thấm đâu. Không
phải mình tới thua chứ phải mập thua đâu, để ông thả. Quá lẹ mà. Hầu như là không nhai. Quá hay luôn. Nhưng mà cái cách ăn rất hay. Không sao không sao, 30 chưa phải là Tết. Rồi, sao? Rồi, Quý ơi. Dạ, hello. Hello, hello. 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 Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Bây giờ nói thế này. Ngày mai á, dù cái kèo ngày mai á, mình chơi cái kèo ngày mai á, mình có, tại vì anh em mình ở đây hết 2 ngày nữa rồi. Bây giờ cái kèo này mình cắt cho nó công bằng. Bây giờ ngày mai á, một người ăn ướp, một người ăn khô. Ướp bên sau. Ướp khô. Ướp khô và không uống nước nha. Ăn số lượng bằng nhau nhưng mà ăn khô không được bị uống nước. À mới có kèo đó mới có thể căng được. Để cái đó để bên anh Sơn quay đi. À. Rồi Sơn quay thử một vài. Thử em cách em nổi không? Bây giờ em ăn khô em không uống nước, bên anh là ăn được, ăn đồng. À. Không, anh phải có biến chỉ là chị biết. Anh biết thôi. Anh có biến thử kiểu như là ví dụ là bên anh ăn phở là bên em ăn cơm. À, đúng rồi. Đúng rồi. Thấy, ví dụ như sợ không cho uống nước là khán giả sẽ nói gì cần uống một ly nước cho gấp gấp cũng được. Một ly quy định, rồi quy định một ly thôi. À, một ly nhỏ thì rồi cho gấp cái gì. Anh nói ví dụ thôi. Dạ. Chứ mà hỏi mà thi với Hoàng. Còn mà nếu em muốn cho anh gỡ á là ăn lẩu nóng. Đang sôi bột ăn. Thôi đi ông ơi, ông liền tới cái đỉnh mà hút nước sôi rồi. Cho ta gỡ chứ. Ông hút nước sôi mà ăn lại ông. Nói gì nói gì anh em mình vô là thôi, nhưng mà ý Sơn á là muốn á để cho anh em á khi cho nó hai đội gắn căng với nhau mà nó tính nó hấp dẫn. Chứ mà như Hoàng bây giờ mình dám tuyên bố trên kênh mình Hoàng chấp hai người. Vụ 5 dĩa 6 dĩa hai người chưa chắc ăn lợi. Bây giờ thì cái đó thì để thấy ngon gạt đấy nè, anh Quy còn 2,5 nữa. Dạ, thì để anh Sơn ảnh quyết định đi. Ừ. Bên kênh anh quyết định, còn bên kênh em còn kiểm soát được. Bên kênh anh quyết định, nếu mà thấy phù hợp thì em nó gật đầu thì chơi thôi chứ có gì đâu. Ok. Dạ. Cái này đừng không có phải... cho nó ăn cốc mà nuốt hộp là được rồi. Không phải, không phải anh nói để mình hơn thua hay gì. Dạ, đúng rồi. Ý anh muốn nói vậy, ý để cho mình xem trận đấu cho cô bác chị bạn xem. Dạ. Trận đấu cho hấp dẫn hơn. Nếu mà Hoàng thì như vậy thì bước cho thi là bên anh là cô bác chị đều nhận xét được là bên anh điều vô. Dạ. Thì đó thì thôi thì coi như là những clip vô luôn này mình mới rút ra được những clip sau mình mới coi sao cả nhà. Thì mình cũng mong là cả nhà cũng sẽ ủng hộ những ý tưởng của anh Sơn nè, anh Lộc nữa. Anh Lộc là có những cái clip anh em mình hợp mặt khi mà có những trận đấu như thế này cả nhà, thì cả nhà qua bên đó anh Lộc coi những cái clip đó nha. Đó thì thay mặt anh Huy với lại Hoàng cũng rất là cảm ơn cả nhà đã giờ đã xem hai anh em ăn. Hẹn gặp cả nhà vào những clip kế tiếp hấp dẫn hơn nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại nha. Bye bye.